Màu áo xanh của người lính, màu áo trắng của sinh viên tình nguyện đang sát cánh cùng các lực lượng có mặt trên các mặt trận chống dịch, khắc họa hình ảnh đẹp của quân dân và tuổi trẻ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn của đất nước. San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch. Câu chuyện hạnh phúc là sẻ chia hôm nay. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ gia đình Hạnh phúc là sẻ chia trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến cuộc sống bị đảo lộn, kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng trong khó khăn, hoạn nạn, tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào ruột thịt lại càng được thể hiện rõ nét hơn. Rất nhiều câu chuyện xúc động, những nghĩa cử cao đẹp, những hành động thiết thực vẫn đang tiếp tục lan tỏa, tạo nên sức mạnh đoàn kết và cũng là động lực để toàn xã hội cùng vượt qua gian khó, chiến thắng dịch bệnh. Và trước khi đến với những câu chuyện ấm lòng mùa dịch, chúng ta cùng điểm qua những tin tức xã hội thiện nguyện trong thời gian qua. Vừa qua, HUDA đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine, tái khẳng định cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng quê hương Thừa Thiên Huế và người dân nơi đây trong giai đoạn khó khăn. Năm 2021, với mong muốn giúp người dân tiếp cận được nguồn nước sạch một cách ổn định, HUDA tiếp tục triển khai chương trình khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương tại 5 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cùng với đó, từ giữa tháng 7 đến tháng 9, HUDA thực hiện chương trình làm đẹp biển miền Trung tại 6 bãi biển của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Chương trình là sự tiếp nối của những nỗ lực không ngừng nghỉ và cam kết của thương hiệu bia HUDA trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của miền Trung, đồng thời tôn vinh nét đẹp thiên nhiên và những giá trị của cộng đồng. Nhằm san sẻ gánh nặng lo toan của hàng ngàn thai phụ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 10 tháng 9, chương trình đồng hành vượt cạn đã chính thức được công bố với sự chung tay thực hiện của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG cùng với các đơn vị Báo Sài Gòn Giải phóng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Hộ sinh thành phố, Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh Hawi. Tại buổi lễ phát động, Công ty PNG cũng đã góp 3 tỷ đồng để hỗ trợ ban đầu cho 1.000 thai phụ gặp khó khăn. Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh Hawi với vai trò vận động nguồn tài trợ chính cho chương trình cũng đã đóng góp 350 triệu đồng và kêu gọi các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp ủng hộ với số tiền ban đầu là 2 tỷ đồng. Tổng số tiền vận động ngay trong buổi lễ công bố đạt gần 5,5 tỷ đồng. Từ nguồn tiền đóng góp này, ban tổ chức sẽ hỗ trợ mỗi thai phụ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận là 3 triệu đồng trên một người. Vừa qua, thông qua chương trình Vì Nhịp Thở Việt Nam của tổ chức Vina Capital Foundation, đại diện khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoyana trao tặng 2 máy thở và 750 bộ đồ bảo hộ cá nhân cấp độ 3 cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Gói tài trợ thiết bị y tế lần này sẽ góp phần hỗ trợ hệ thống y tế của tỉnh phòng chống dịch, tăng cường thêm trang thiết bị trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế, đặc biệt là các y bác sĩ tuyến đầu. Để tiếp sức nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn trong vùng giãn cách do dịch COVID-19, mới đây Ban Nữ Công và Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Phú Yên đã trao 50 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm cho người dân khu phong tỏa Ngọc Lãng, Bình Ngọc và thành phố Tuy Hòa. Đây là những khu vực bị phong tỏa từ đầu tháng 8 năm 2021 vì có nhiều ca F0. Người dân ở đây sống bằng nghề trồng rau và lao động tự do. Bên cạnh việc tặng quà, các đơn vị thuộc Điện lực Phú Yên còn giải cứu nhiều tấn rau củ các loại cho bà con nơi đây để tặng lại cho các khu phong tỏa trên địa bàn. Trước đó, Công ty Điện lực Phú Yên cũng đã tặng 90 suất quà cho người dân nghèo, học sinh khó khăn, tặng 300 suất ăn sáng trưa cho bà con từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê và bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đồng cảm, chia sẻ với nỗi vất vả của không ít người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khi phải tạm nghỉ việc, không có thu nhập. Trước khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đứng ra kêu gọi, đã có rất nhiều chủ trọ chủ động giảm miễn tiền thuê trọ từ trước đó với mong muốn chia sẻ khó khăn trong thời dịch bệnh. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, đến nay trên địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng đã có hơn 2.000 chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ với tổng số tiền trên 5,2 tỷ đồng cho người lao động, công nhân, sinh viên. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đã giúp nhiều người vơi bớt những khó khăn, cùng chung tay cùng thành phố từng bước kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, hàng ngàn đoàn viên thanh niên xung kích tại các tỉnh thành trên cả nước đã tình nguyện tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu. Tại tỉnh Thanh Hóa, phong trào đoàn viên thanh niên tích cực phòng chống dịch đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng.
nhiều mô hình hay vận dụng sáng tạo từ thực tiễn. Và thay vì khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, hình ảnh màu áo blue trắng của những đoàn viên thanh niên ngành y dược với các hoạt động hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Đã gần 20 ngày nay, dù nắng hay mưa, các bạn trẻ thành phố Sầm Sơn vẫn hàng ngày tham gia hỗ trợ cho các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn. Đây là những sinh viên ngành y đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trong và ngoài tỉnh thuộc Đoàn Thanh niên thành phố Sầm Sơn. Nhiệm vụ chính của các bạn tình nguyện viên Blue Trắng là hỗ trợ các lực lượng trong tổ phản ứng nhanh, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Em là một sinh viên ngành y và với sức trẻ của em thì em cảm thấy là bản thân mình là có thể làm được điều gì đấy cho đất nước trong cái thời Covid như thế này. Thì em thấy lực lượng tuyến đầu thì mọi người rất là vất vả. Mong rằng tất cả mọi người cùng chung tay góp sức để Thanh Hóa của chúng ta nhanh đẩy lùi đại dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 20 lá thư tay của các bạn đoàn viên thanh niên đã gửi tới thành đoàn Sầm Sơn xin tham gia đội tình nguyện Blue Trắng với mong muốn được góp sức mình hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch. Quá trình thực hiện, đội thanh niên tình nguyện đã phát huy vai trò trách nhiệm và chuyên ngành trong nhiệm vụ hỗ trợ công tác khai báo y tế, giám sát cách ly y tế tại nhà của hàng trăm người dân trên địa bàn phường Quảng Vinh, góp phần giúp thành phố Sầm Sơn phòng chống dịch hiệu quả. Xuất phát từ những ý nghĩa thiết thực của từng việc, từ những cái phần việc chúng tôi đang làm, muốn truyền tải và tuyên truyền đến tất cả mọi người cùng với chung tay với các lực lượng tuyến đầu là mỗi người phải tự nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch thì cái cuộc chiến đấu với dịch bệnh COVID-19 mới có thể thắng lợi được. Đây cũng là một mô hình đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa, đó chính là thành lập đội tình nguyện Blue Trắng. Thôi cảm ơn tất cả các sinh viên trường y đã tham gia cùng với thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Bên cạnh việc thành lập đội tình nguyện Blue Trắng, thành đoàn Sầm Sơn tiếp tục thực hiện mô hình nhật ký hành trình thời COVID-19. Những cuốn nhật ký này được trao tặng cho các lái xe, nhân viên giao hàng là những đối tượng tiếp xúc rất nhiều người. Những thông tin về hành trình di chuyển của họ thực sự cần thiết để các lực lượng chức năng kịp thời truy vết. Thông qua những hoạt động ý nghĩa của các đoàn viên thanh niên, mỗi người sẽ tự nhận thức trách nhiệm của bản thân cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 7 ngày yêu thương, chung tay vượt qua dịch bệnh là chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng và các mạnh thường quân phối hợp tổ chức nhằm kịp thời giảm bớt khó khăn cho người lao động nghèo và người khuyết tật trong đại dịch COVID-19. Mỗi một phần quà trao đi gửi gắm tấm lòng, nghĩa cử của lực lượng vũ trang và tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng cùng chung tay với cộng đồng vượt qua đại dịch. Những phần quà từ khắp nơi gửi về trong những ngày giãn cách. Mỗi túi quà như thế này là kết quả từ công sức huy động chỉ trong vòng 7 ngày. 7 ngày huy động đóng góp từ các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng và đặc biệt là sự chung tay đúng lúc của các mạnh thường quân. Tất cả những phần quà này thì được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Thành đoàn Đà Nẵng vận động và kêu gọi từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn của thành phố để hỗ trợ cho bà con trong cái đợt lần này. Chương trình có tổng trị giá 525 triệu đồng. Trao tổng cộng 2.100 xuất quà tại 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Những đối tượng được nhận quà lần này là những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Dù giá trị mỗi xuất quà nhu yếu phẩm không lớn, nhưng lại thể hiện đúng ý nghĩa sẻ chia trong thời điểm này, chung tay vượt qua đại dịch, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khó khăn là công an việc làm thì cũng nói chung là hạn chế, nên mà có cùng thành phố và là phường cũng cố gắng hỗ trợ đó cho phước quà để ủng hộ gia đình lúc khó khăn. Và cảm ơn những nhà mạnh thường quân đã hỗ trợ những gia đình. Màu áo xanh của người lính là màu áo đầm tình quân dân trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Sự tận tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ bình yên cuộc sống không chỉ gói gọn trong 7 ngày yêu thương mà còn có sức lan tỏa trong cộng đồng suốt những ngày gian khó này. Dù với những sắc áo khác nhau, nghĩa cử của người lính được nhân dân ghi nhận. Từng ổ bánh mì làm trong đêm để kịp sáng mai đưa tận tay người dân vùng phong tỏa. Những lúa rau gặt mau để góp thêm chất xanh cho những vùng chưa xanh. Đây là được hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc. Làm sao cho nhân dân trong một tuần lễ, từ tuần này qua tuần khác, đời sống nhân dân, bà con ở các nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mình lúc nào cũng được ấm no, cũng được hạnh phúc và được bình yên. Và chúng tôi mong rằng cái sự chia sẻ này sẽ đem đến cho bà con những giây phút ấm lòng. Lan tỏa yêu thương, ấm lòng quân dân trong những ngày gian khó.
phẩm chất người lính Cụ Hồ luôn tỏa sáng, cùng chung tay với nhân dân vượt qua đại dịch. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại. Đến đây thì chương trình Hạnh Phúc Là Sẻ Chia cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.